Thưa quý vị, theo Bộ Y tế thì đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước đến nay là 365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 184.872, Bình Dương 77.053, Đồng Nai 19.110. Long An là 18.586, Tiền Giang là 7.836, Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ cho biết, số liệu từ 18 giờ ngày 24 tháng 8 đến 6 giờ sáng nay, qua xét nghiệm 2.308 mẫu thì phát hiện có 50 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 50 F0 có số thứ tự từ 3.838 tới 3.887, trong đó có 32 F0 phát hiện trong khu cách ly tập trung 9 trong khu phong tỏa, 3 ngoài khu phong tỏa và 6 tại bệnh viện điều trị COVID-19. Hiện bệnh nhân COVID-19 còn đang điều trị tại bệnh viện là 1.551, số người đang cách ly tập trung là 2.280. Về tiêm vaccine, đến nay có 244.078 người được tiêm mũi 1, chiếm 19%, 8.975 người tiêm đủ 2 mũi, chiếm 0,7%.